Trung Kiên Hiếu Đồ xin kính chào tất cả các bác. Em giới thiệu đến anh em một cái bộ dàn của hãng Victor. Con này là loa Bagui. Model con này là con VKF500. Về tổng thể bộ dàn còn tương đối là đẹp các bác nhé. Với tổng thể loa màu trắng sữa nhìn khá là bắt mắt, sáng sủa. Bộ dàn này thì chạy các chức năng là đĩa CD, chạy điện thoại máy tính và TV qua cổng 3.5 và bát FM con này full 108. Bây giờ thì em xin phép được test các chức năng để cho anh em cùng xem nhé. Đầu tiên thì em test cái chức năng là chơi điện thoại máy tính qua cổng 3.5 qua jack line AUX. Đài chưa ok. Chắc chắn là không sống được. Tiếp theo, test chức năng đĩa CD. Dàn màu trắng, bác nào thích yêu thích cái tông màu trắng sáng thì bác mua bộ này khá là thích hợp. CD đã chạy rồi các bác nhé. Chuyển bài này. Rồi con này CD chưa ok. Rồi. Bây giờ thì em xin phép được hướng dẫn các bác anh em cái cách sử dụng dàn cho anh em nào mới va chạm mà chưa biết cách sử dụng các cái dàn mini nhé. Đây em quay gần chút xíu với cái đầu mini để các bác biết một số cái nút cơ bản. Nút này nút nguồn để tắt bật nguồn. Nút đây FM, AM và live, tức là nút đài và trên điện thoại các bác ấn được nút này. Đây. Đấy nhấn đài nhé. AM này live, live là trên điện thoại nhé. Giờ sóng FM các bác ấn nút tiến lùi. Còn CD cái nút ra CD ở nút này. Còn chơi CD ở nút này để chơi. Đấy đơn giản thôi các bác nhé. Rồi bây giờ thì em sẽ quay hình thức của cả bộ dàn cho anh em cùng nhìn luôn nhé, để cho anh em nhìn kỹ các vết xấu, các vết đẹp ở trên bộ dàn này. Ok, mặt trước của loa, mặt trước của loa tương đối ok. Trước này có một chút xíu xếp nhẹ, cấn nhẹ tí xíu thôi, rất nhỏ. Đầu máy thì em đánh giá là đẹp, trắng sáng đẹp. Rồi mặt loa, mặt loa bên này tương đối ok. Con này màng rất là ngon luôn. Nhiều cái mã với căn trăm về anh em phải thay màng đấy, nhưng riêng này màng rất là ngon, rất là bóng bẩy thôi, không phải thay, không nứt vỡ gì cả, gân cao su riêng. Rồi thành vách bên này em bao đẹp cho các bác, ở trên nóc loa bên này, méo bên này em bao đẹp cho các bác nhé. Rồi hai cam cũng bao đẹp luôn cho anh em. Đây cam các thứ vải đẹp nha anh em nhé. Đấy, nói chung về tổng thể là đẹp. Đây mặt trên của ly, rồi mặt này bao đẹp, mặt trên của loa này bao đẹp cho các bác. Cạnh bên này rồi em cũng bao đẹp cho các bác luôn. Có cái cạnh trong người này nó sứt tí này. Đây chỗ này phía sau, mãi phía sau này, góc này có sứt tí. Đấy. Còn lại tổng thể cũng bao đẹp ok cho các bác nhé. Còn con màu trắng này về mà các cái vết xước bẩn bẩn anh em về lau thêm cho em nhé. Anh em vệ sinh rồi nhưng mà có một số vệ sinh chưa được kỹ. Rồi cạnh này bao đẹp luôn cho các bác nhé, không xước sát. Đấy. Rồi em sẽ quay mặt sau cho anh em mình cùng nhìn qua tổng thể của loa nhé. Đây mặt sau, tổng thể về cơ bản loa cũng tương đối là vuông vắn. Ngoài vết xước lúc nãy em chỉ ở chỗ này ra. Rồi anh em đấu dây loa đấu đúng màu đỏ đỏ đen đen với em nhé. Còn chỗ này anh em bắt sóng em có cắm một đoạn dây điện vào đây để các bác làm cái anten để thu sóng cho em. Thế đơn giản vậy thôi, không có cái gì phức tạp cả. Con này công suất tiêu thụ điện của con này là 50W các bác nhé. Dàn này thì đang ứng không gian phòng nó rơi khoảng 25m² trở lại thì đánh hay ok, tiếng bát lực, check sáng. Đây. Với cái 500 thì anh em có thể tra giá trên mạng nhé, anh em mua online thì
các bác cứ tra giá thoải mái, so sánh giá thoải mái trên mạng. Còn cái mẫu này thì bên em bán giá rất hợp lý rồi, giá rẻ hơn giá thị trường đang bán. Bộ này thì em giao lưu với anh em với giá là 1.300.000 đồng các bác nhé. Giá 1.300.000 đồng thôi. Còn những mẫu này mà anh em bán, có người bán tận 1.700.000 cơ. Bộ này thì giao lưu giá 1.300.000 và em sẽ miễn phí giao hàng toàn quốc cho tất cả các bác và anh em mua theo hình thức chuyển khoản đủ. Và anh em có thể mua đặt hàng theo hình thức chuyển cọc cũng được. Anh em cọc trước 300 là em gửi hàng. Với các đơn anh em mua theo hình thức chuyển khoản cọc thì các bác anh em mình giảm tiền phí giao hàng nhé. Còn mọi đơn hàng bao em sẽ bao phí ship với các đơn hàng anh em mua theo hình thức chuyển khoản đủ. Đấy. Còn chuyển cọc em không bao phí ship. Anh em chú ý là ở đây có 3 cái lỗi giống nhau. Đấy thì anh em cắm vào đúng lỗ giữa này cho em. Lỗ có chữ là line in. Đấy. Còn ở bên này là cổng out, còn bên này là cổng phone, các bác không cắm nhé. Cùng em ơi. Đấy các bác chú ý một cái điều thôi. Đấy, còn giá em báo thì chưa bao gồm phụ kiện. Phụ kiện đi kèm dàn thì nó sẽ gồm 2 phụ kiện cơ bản. Đó là một cái đổi nguồn như này. Và một cái dây nhảy có chơi điện thoại này. Và anh em thích là làm loa Bluetooth thì anh em mua thêm cái cục như này. Thì em sẽ biến nó thành cái bộ loa Bluetooth cho các bác luôn. Đấy. Mua cái này và cái cục như này, bên em sẵn có nhé. Mọi thông tin đặt hàng thì các bác nhắn tin qua cái số Zalo này. Đây 0975 575 262. Đây em xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi một kênh của Trung Kiên Audio.